đây, thằng này, chính thằng này luôn này. Mọi người nhìn này, nhìn lại đấy. Nó có mẹ méo chết, méo làm chết luôn đấy em ạ. Sấy hai băng thế, nguyên hai băng tiểu liên nó méo chết đấy, ba băng méo thì là mất chết được luôn. Tôi đang phải núp sau cục điện này để có thể gọi là bảo đảm cái tính mạng của tôi này. Đấy em thấy gì chưa? Đấy thấy gì chưa? Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá. Thì mình xin chúc cho mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Và ok mọi người ạ, ở cái chủ đề chính của cái video này là mình muốn nói về một cái hiện tượng gọi là hack bắt con mẹ nó tử ở bên trong cái phòng chờ chúng ta luôn. Thì dạo gần đây mình không hiểu cái lý do tại sao mà chế độ huấn luyện chúng ta ấy nó xảy ra cái tình trạng gọi là địch bắn mãi mà đéo chết luôn. Thề nó cay vãi lắm ra luôn đấy. Mà bây giờ thì chúng ta đang ở bên trong cái chế độ huấn luyện để có thể làm rõ về cái tình trạng này. Thì nói chung ấy là trong chế độ huấn luyện ấy thì mình sẽ tìm kiếm những thành viên có thể gọi là bắt con mẹ nó tử ở bên trong cái con game này của chúng ta luôn. Các cụ hay có câu ấy là ăn cất trâu thì sống lâu bất tử, mà bọn này méo ăn cất trâu mà thiết đéo nó vẫn bất tử được em ạ. Ảo thật đấy, nhìn thật đấy. Đây nha, vậy đang chơi game của tôi, bạn có bắt được một thằng đây, mình sẽ cho mọi người xem này. Nào nào, đây thằng này, chính thằng này luôn này. Mọi người nhìn này, nhìn lại đấy. Nó có mẹ méo chết, méo làm chết luôn đấy em ạ. Sấy hai băng thế, nguyên hai băng tiểu liên nó méo chết đấy, ba băng méo thì là mà chết được luôn. Tôi đang phải núp sau cục điện này để có thể gọi là bảo đảm cái tính mạng của tôi này. Đấy em thấy gì chưa? Đấy thấy gì chưa? Mẹ vê vào đầu nó ba phát liền mà thiết đéo nó đéo chết kìa. Cay với cả đái luôn đấy. Đấy, bây giờ đến thanh niên nữa này, lại đến thanh niên nữa này, đấy tiếp tục sấy này, này sấy tiếp này, đấy nó chơi vector, nó thề, nó méo quá hề hấn gì luôn, không hiểu thằng này nó hack bất tử hay như thế nào nữa, này bấm tay, méo sẽ làm chết được cái thằng này luôn, thề. Con mẹ mày tao lại mày rồi. Thề anh em ạ, đéo hiểu kiểu gì luôn đấy, không biết là con game này bây giờ là đang ra bản bút bản hack gì hay sao, hay là bọn này nó tìm được cái góc bốc hay sao ấy, mà thế quá là bọn này nó méo thế nào nó mất chết được luôn anh em ạ, dù mình gọi là đổi bao nhiêu hình thức từ đấm tay này, bắn súng các thứ này, các kiểu nà điệu ấy, nhưng bọn này vẫn luôn luôn ở trong cái trạng thái bất tử ở bên trong chế độ huấn luyện chúng ta luôn ấy. Đấy, thì mình không hiểu cái lý do tại sao mà những thanh niên này có thể là gọi là tìm được một cái góc bốc hay là tìm được cái lỗi nào đấy để có thể là bất tử bên trong ấy. Gọi là cái đảo huấn luyện chúng ta ấy mọi người. Đấy mình cảm thấy khá là kỳ luôn. Mà mình thấy là bên Ghana cũng không thấy thông báo gì về cái gọi là cái hiện tượng lạ này cả. Đấy ta cứ vào trong game và cứ vào trong cái phòng chờ, ta thấy những hiện tượng lạ này mà méo thế nào mà đỡ nổi luôn đấy. Và chính bản thân mình ấy thì đang lo một cái điều đấy là nếu mà ở trong đảo huấn luyện là chúng nó còn hack được như thế này thì không biết là vào trong tay các thứ, chúng nó mà cầm những cái bản hack này vào các thứ ấy thì chúng ta phải gọi là méo mồm không, đúng không anh em? Đấy, nên là nếu mà Ghana mà không fix tình trạng này sớm ấy, khả năng cao là con game của ta không sớm hay muộn là nó cũng tàn đây em ạ, bởi vì nó quá nhiều là thanh niên hack. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với cả cái gọi là cái chế độ gọi là tử chiến anh em ạ. Ở bên này có một lạc này, nào mày đấy, ui dồi ôi vãi cả trứng, thằng này nó ngồi nó đấm đồng đội thôi luôn đâu mấy ông ạ. Tôi đéo cho thằng này nó nghĩ gì, đầu nữa, đầu toàn ốc trâu. À mày ra đây, toàn cất trâu ơi, mày ra đây, thằng, lại thêm thằng cất trâu á. Mày ra đây, solo, ôi dồi đấm nó một phát là con nào chạy tuét khói rồi. Thế thì ăn bắn nhá, ăn bắn đấy bạn ơi, rồi ơi, cắm đầu cắm cổ và chạy đi, và lại bắn ai ở bạn. Bây giờ để tôi cuốn máu cho đầy cái đã nhá. Ok, vậy là bây giờ đội địch đội bên kia ấy, màu cam ấy là còn hai thanh niên nữa thôi. Và mình phải gạt cho thanh niên này. Thấy thằng này nó đang có dấu hiệu nó đang bỏ khả năng cao là đồng đội nó đang gần đây. Đấy, em thấy gì giờ tôi đoán biết ngay mà. Có xong con này, vút vào đầu mày lại, mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Rồi, vút quá là chuẩn luôn. Vậy là bây giờ chúng ta chỉ còn một thanh niên cuối cùng ở trong cái chế độ tử chiến nữa thôi. Mày ra đây. Mày ra đây nào mày. Chạy đâu? Úi giời, thêm phát nữa vào đầu rồi. Hai thanh niên bị về phát trúng đầu, cầm USB mà nó bắn vút vào trúng đầu phải gọi là đỉnh cao luôn này em ạ. Ok, vậy là chúng ta đã gọi là win trong cái chế độ win trong cái ván đấu đầu tiên rồi em ơi. Thì bây giờ ở cái ván đấu thứ hai chúng ta nếu mà muốn kết thúc nhanh ấy thì mình gọi là quất thẳng cái khẩu tiền lên MP10 luôn. Bây giờ là 27 tiền rồi, dân chơi là không có sợ mưa rơi mà anh em. Đấy, đấy, ok, có lẽ là mình sẽ mua thêm cái giáp nữa này, cái bóng kèo được rồi. Và sau khi đã trang bị đủ đồ ấy, chúng ta sẽ dâng lên phía trên và chơi chúng nó luôn mọi người nhá. Và nếu mà chơi theo cái luật thông thường ấy thì mình nghĩ là nó hơi bị nhàm chán. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ đợi bọn nó gọi là tụ tập vào cùng một cái tụ điểm ấy. Đấy, sau đấy chúng ta nhảy bổ cho đấy chúng ta chơi. Lúc đấy là chơi nó chiến nó mới máu em ạ. Một phát là cân 3, cân 4. Chơi như vậy nó mới vui. Chứ gọi là cân lẻ gọi là đợi từng thằng lên một nó không hay em ạ. Ê, từ từ để xem là khả năng cao mình sẽ bắt được một con bò lạc trước này. Nào, mày chạy đâu? Nào, mày chạy đâu em ơi? Chạy đâu quả đáng? Ui, chạy đâu quả đáng em ơi? Vẫn chết như bình thường thôi bạn ơi. Có ba thanh niên nữa đâu rồi? Ra đây cứu đồng đội ông đi. Cứ để đồng đội ông gọi là lăn lê bò trượt ở dưới này làm cái gì đúng không? Đây rồi đây, tôi thấy một thằng này này. Là chuẩn bị cho thằng này tiễn nó là lên bảng lên số luôn. À, thanh niên bên trái. Nào, bên trái này bạn ơi, một thanh niên nốc, thanh niên phía trên nhà nữa. Nào, thanh niên phía trên nhà.
À, nữa này hả, thì điện ba thanh niên luôn rồi nhá. Thì cuối cùng là của chúng ta rồi. Thì cuối cùng thằng này mày chích thuốc à? Đây đây, đây thì mày chích thuốc này. Rồi ôi, nghiện là dở rồi bạn ơi. Đi chích thuốc làm cái gì? Đang làm chả chết cổ níu kéo sẽ giống ai à? Đâu đâu nhá, từ từ để tôi cuốn vào đây rồi, tao thấy mới rồi. Mẹ mày, cái thằng này, cái thằng tôi vừa mới bắn nóc đầu tiên rồi, thế quá là nó lại được cứu thêm lần nữa rồi bạn. Thế không thể nào mà để cho nó đẻ trứng được. Giờ thì phải chơi nó. Đây ơi, mày ra đây thằng này nữa ơi. Mày ra đây nữa này. Ok, thì thằng kia đâu rồi? Thì đầu tiên tôi hạ ngục đâu rồi? Sai lầm của tôi là chưa gạt do thiên đấy. Thế bây giờ ấy là để cho nó đẻ trứng rồi. Thế không được rồi, phải quay ra phải gọi là bắt thằng này cho bằng được thôi em ạ. Không thể nào mà để nó đồng đội mình ăn được. Đây ơi, đây rồi. Chạy đâu? Chạy đâu phải đắm mắt đây. Nào chạy đâu? Bắn chạy đâu rồi? Nào bạn. Mẹ nhà mày. Mày đứng chỗ này này. Rồi ôi, định vải bàn trên mắt thánh à. Quả đấy. May mà gọi là tôi phòng bị nó kỹ ấy. Với cái thứ hai là thằng này nó bắn cũng gọi là ngu ngao ngu ngơ củ gà củ khờ nữa. Ấy thế là mày né được phát bắn đấy. Chứ không là gọi là bắn một phát là vô đầu cái là toi đời luôn đấy em ạ. Không có chuyện là sống sót ra cái ván đấu thứ ba này đâu. Ok, ở cái ván đấu thứ ba thì mình sẽ mua thêm cái trang bị đấy là mũ ba và cả giáp ba, thì đây là những cái trang bị không thể làm mà thiếu rồi. Và mình sẽ mua thêm những cái phụ kiện như kiểu là bom keo và lựu đạn nữa ấy mọi người. Đấy. Kèm theo đó là lần này là mình gọi là trưng dụng được cái khẩu súng shotgun M1887 của bên đội kia ấy, hay là ta gọi là hai tay hai súng luôn. Và trong cái chế độ gọi là tử chiến này, ta mà có hai cái khẩu súng mà chúng ta đi bắn tầm gần ấy, thì thằng nào mà cận chiến với mình ấy chắc chắn là sẽ xanh cỏ luôn em ạ, không thể nào mà có cái cơ hội sống sót được. Đây rồi, chúng ta đã thấy mất thiên điên gọi là chạy lên trên căn nhà rồi, nào vào trong nhà xử lý luôn. Mày đâu rồi? Ta thấy mày rồi, ta thấy mày rồi em ơi, chạy đâu rồi? Ôi một thiên điên nốc luôn. Đây là thằng đồng đội mình à? Thằng địch đâu? Đây dưới đây rồi. Chạy đâu bạn đây? Nào chạy đâu bạn, khỏi lắng bạn đây. Ok tiếp nhá, thì nữa đâu rồi. Một thiên nhiên thì đang ở phía bên ngoài luôn mọi người, nhưng mà mình vẫn chưa rõ cái vị trí thiên nhiên này. Thì chúng ta cứ lẩn vào trong nhà cái đã, gạt cho thằng này cái đã rồi tính sau mọi người ạ. Mọi người hiểu không? Một thằng ở phía bên phải, một thằng ở phía bên trái à? Đây, thấy mới rồi. Ôi, mày chạy nhanh thế em ơi. Nói chung là quả lẽ tôi biết được cái vị trí không rồi. Thế là ông chạy đằng trời đấy bạn ơi. Tiếp nào, thì nữa đâu, thanh niên nữa đâu. Bạn của ông đâu, gọi ông ra. Gọi thằng bạn ông ra đây, tôi cần hết luôn nhá. Tôi là tôi không ngại thằng nào cả, không có ngại bố con thằng nào cả. Từ đâu rồi? Đâu rồi, thằng nữa đâu rồi? Tôi nhớ là phía bên phải là khả năng cao là có thằng địch cơ mà, nhưng mà không biết rõ là vị trí thằng này. Đây rồi. Thôi xong rồi, quả này bạn nổ súng là bạn toi đời đấy bạn ạ. Nào tới cái phía trên luôn. Đâu rồi bạn? Kìa, bo của này không chạy rồi, nó chết bo này. Nào, ra đây, xuống đi rồi. Ôi, xuống đi. Heo hiểu kiểu gì luôn đấy. Xuống không chịu xuống, cứ gọi là cứ rú rú ở trên đấy làm cái gì. Cứ rú rú trong nhà làm cái gì, không hiểu được kiểu gì luôn đấy. Ok, và bây giờ chúng ta đã đến với cả cái ván đấu quyết định ở trong cái chế độ tử chiến rồi. Thì lần này chúng ta vẫn sẽ mua tiếp tục là cái trang bị đấm bạ thôi. Bởi vì bây giờ phải gọi là mình quá là đầy đủ những trang bị rồi. Mình chỉ cần sắm thêm cái khẩu AK gọi là dòng xanh này nữa thôi. Là gọi là quá đầy đủ bộ trang bị, gọi là vừa bắn tầm gần vừa bắn tầm xa rồi đấy bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ dâng lên phía trên luôn nhá. Tiếp tục là những cái pha gọi là cân 3, cân 4 như thường lệ thôi. Thì nếu mà các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube. Và đừng quên bấm chuông ấy để có thể đón xem những video mới nhất của mình mọi người nhá. Ok, và lần này mình lên thì đã thấy phát thiên rồi. Nào mày ra đây, nào mày đây, một thằng nhảy này. Mày nhảy đi đâu rồi, ôi vuốt phát vào đầu. Một thiên nữa này, mình ra đây. Dựng bông keo ra ngay luôn chứ còn gì nữa. Không dựng bông keo là chỉ có xanh cỏ thôi. Ăn liệu đi, ăn liệu đi bạn đây. Ba quả liệu luôn bạn, có mà chạy được trời. Này tí được bóp lái mình, sợ quá. Ok, để tôi cuốn máu cho này cái đã nha. Nào. Hai thằng à. Ôi, mà một thằng vừa tôi bắn nấp phía bên ngoài là đã cứu nhau rồi. Cứu nhau này. Láo đã, gọi là ngáo. Láo thật sự luôn đấy em ạ. Câu quả liệu khói mọi người biết làm gì không? Tùng hỏa mù à. Này, nhìn này. Thể hiện mình làm một lần đấy nhá. Mình làm, đây rồi. Ôi, mày ngu mày chết mẹ mày đi. Mẹ cho mọi người giật cả mình luôn, vãi cả trưởng luôn. Đấy em, hiểu cái lý do tại sao mình chơi liệu khói nhá. Thanh niên đứa này. Úi dồi ôi, nốc luôn rồi nhá. Thằng cuối cùng của chúng ta đâu rồi? Thanh niên cuối cùng rồi. Thanh niên cuối cùng có phải là cái thanh niên đầu tiên mà tôi đã bắn nốc rồi đúng không? Sao lại được đồng đội cứu đúng không? Ok nhá, từ nhá, tôi lút sát thằng này, cuốn máu cho đầy đã. Quả này máu không đầy là không thể làm mà chơi được thanh niên cuối đâu em ạ. Ok được rồi, thì vị trí thanh niên cuối rồi đây rồi. Vậy là chúng ta đã thấy được vị trí của thanh niên cuối cùng trong trận đấu ấy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dâng lên phía trên và xử lý thanh niên luôn nhá. Mày đâu rồi? Mày chỉ ở quanh đây rồi. Tôi chắc chắn là thằng này nó chỉ ở quanh đây thôi, mấy không thể làm mà chạy đâu xa đâu. Mày đâu rồi? Đây, tao thấy mày rồi. Nãy giờ mày núp ở trên nhà, mẹ tin sư nhà mày. Bòi đang thủ đấy đít rồi, quả này có chạy không? Hả, mày có chạy không? Mày không chạy. Mày không chạy mày trên đấy này thì mày chết em ạ.
Ok nhé, vậy là mình đã top 1, vậy là mình đã win rồi. Và nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất của mình nhá.